Doanh nghiệp mua nguyên liệu nhưng không về kịp, vì vậy mượn tạm nguyên vật liệu của khách hàng. Khi hàng về thì xuất trả số nguyên vật liệu đó cho người cho mượn. Khi đó chi phí có được tính vào chi phí được trừ hay không? Đây là một câu hỏi khá thú vị. Đầu tiên chúng ta phải phân biệt cái khái niệm mượn và cái khái niệm vay. Thường thì mượn chỉ áp dụng trong trường hợp chúng ta mượn một cái tài sản nào đó và để khai thác cái giá trị sử dụng. Sau đó chúng ta phải trả lại nguyên cái tài sản đó cho người cho mượn. Còn trong trường hợp này chúng ta gọi là mượn nguyên vật liệu, nhưng thực chất cái nguyên vật liệu đó sẽ được biến đổi hoàn toàn vào sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, cho nên chúng ta sẽ không trả lại được chính nguyên vật liệu đó. Vì vậy trường hợp này chúng ta phải áp dụng thuật ngữ là đi vay nguyên vật liệu. Và theo quy định của Nghị định 123 về hóa đơn điện tử thì trường hợp doanh nghiệp vay hàng, người cho vay sẽ phải xuất hóa đơn, và khi chúng ta trả lại số nguyên vật liệu đó cho người cho vay thì chúng ta cũng phải xuất hóa đơn trả lại, và khi đó chúng ta sẽ có đầy đủ hóa đơn chứng từ để được tính vào chi phí trừ số nguyên vật liệu mà chúng ta vay để sản xuất, sau đó sẽ trả lại khi mà chúng ta mua được nguyên vật liệu về.